Xin chào các bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn món gà nướng. Món gà nướng này, để nướng cái món này đó, các bạn bắt bạn cần có một số thịt đùi gà. Cái này mình có cái quarter leg nha các bạn. Rồi mình cần có mật ong. Rồi có sả bầm. Hành. Tỏi. Gia vị để ướp là mình cần có muối, tỏi, garlic salt. Rồi sau đó mình cần có đường. Mình cần có dầu mè, tiêu, tương ớt, dầu ăn, nước tương và nước mắm. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách ướp thịt gà ngày hôm nay. Thịt gà các bạn mua về đó, để rửa sạch, để ráo, và mình sẽ cắt những cái đường nhỏ nhỏ này nha các bạn. Mình sẽ cắt những cái đường nhỏ nhỏ vậy để khi mình ướp thịt gà sẽ gia vị sẽ thấm vào thịt nha các bạn. Đây là những cái đùi gà mình cắt nhỏ nhỏ nè. Rồi khi mình ướp gia vị vào, cái đùi nó rất là thấm. Mình nướng lên thì thịt gà. Cái phần này đó các bạn, khi mà các bạn làm đó, các bạn để da, phải nướng có da nha các bạn. Mình lấy mỡ ra, nhưng mà đừng có lấy mỡ ra hết. Tại nếu mà lấy mỡ ra hết đó các bạn nướng lên thịt nó rất là khô, mà nó không có ngon. Cho nên mình phải giữ phần da lại nha các bạn. Thứ hai nữa, khi mình có da đó, mình nướng thịt mỡ trong da nó chảy ra, nó sẽ làm cho thịt ướt và không bị khô. Mình chỉ xắt như vậy thôi, nhưng mà đừng có để, mình cố gắng giữ cái da lại nha các bạn, để khi mình ướp nướng nó rất là đẹp. Giờ mình sẽ xắt hành và tỏi nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho ướp thịt gà sẽ rất là thơm. Tới đây là tôi tỏi tươi đó các bạn, mình bầm nhuyễn ra. Mình sẽ cho muối tỏi vào, 1 tablespoon muối tỏi nha các bạn. Một tablespoon là cỡ này nha, cái muỗng này nha các bạn, là muỗng ăn phở đó. Sau đó mình sẽ cho sả bầm. Mình sẽ cho 2 muỗng sả bầm nha các bạn. Mình sẽ ướp muối tỏi với sả bầm trước. Trộn đều lên hai bên. Mình sẽ làm nước ướp nha các bạn. Mình cần nước mắm. Đây là 4 muỗng nước mắm. 4 muỗng tablespoon nước mắm nha các bạn. Rồi sau đó mình cần nước xì dầu. Đây là 1 2 tablespoon của nước xì dầu nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây. Sau đó thì mình có 4 tablespoon của đường nha các bạn. Đây là đường, 4 tablespoon. Mình sẽ cho đường vào đây. Mình sẽ đánh tan ra. Đây là 1 teaspoon tiêu nha các bạn. Tiêu. Mình sẽ cho vào đây. Mình đánh ra. Sau đó mình cần mật ong. Đây là 1 teaspoon mật ong nha các bạn.
mình sẽ đánh tan cái dung dịch này ra các bạn. Rồi ra mình cần muối tỏi nha các bạn. Muối tỏi mình cần 1 tablespoon muối tỏi. Mình sẽ đổ vào, sẽ ướp thịt gà nè các bạn. Bây giờ mình đã đánh tan đường và mật ong trong nước mắm. Mình sẽ cho hỗn hợp gia vị này đó các bạn vào ướp thịt. Và sau đó mình sẽ đảo trộn thịt lên nha các bạn. Ướp hai bên cho đều á. Rồi sau đó mình sẽ cho hành và tỏi nãy mình sắc sẵn đó các bạn. Rồi sau đó mình sẽ để thịt này ướp khoảng 30 phút cho tới 45 phút rồi mình sẽ cho lên lò nướng nha các bạn. Các bạn nào mà muốn ăn cay đó, lúc này các bạn sẽ cho tương ớt này vào. Bây giờ mình sẽ ướp hai cái đùi gà này với tương sriracha sauce nha các bạn. Mình cho một ít vào thôi nha các bạn. Rồi mình ướp đều hai bên. Khi mà nướng lên đó các bạn, thịt rất là thơm mà cay cay nữa các bạn. Còn nếu các bạn nào ăn cay nhiều thì cho nhiều ớt vào. Rồi mình sẽ để ướp 30 phút tới 45 phút nha các bạn. Thịt gà sau khi ướp 35 tới 40 phút xong đó, các bạn sẽ để vào cái tray. Mình để cái foil aluminum lại giấy bạc ở dưới đó. Sau đó mình sẽ cover lại, mình sẽ để trong cái lò oven nha. Mình bake 35 phút tới 40 phút. Rồi mình sẽ cho thịt gà nó mềm rồi đó. Rồi sau đó mình sẽ nướng cái broil, là nướng ở trên cho thịt nó chín nha các bạn. Còn cái gia vị mà hồi nãy mình ướp đó còn ngay này nè, mình đừng có đổ đi, mình sẽ để rau chảo mình xào nó lên để mình làm cái sốt để mình ăn với cơm nha các bạn. Đây, mình sẽ, đây là thịt gà nướng ngày hôm nay. Thịt gà đã ướp sau đó mình cho vào cái tray đó. Bây giờ mình gói giấy bạc vào nha. Rồi sẽ bỏ cho vào lò nướng bake lúc 350 độ. Mình sẽ bake khoảng 32 phút nha các bạn. Rồi mình sau 32 phút đó, mình sẽ lấy ra mình sẽ nướng lửa cái broiler lửa trên nha các bạn. Bếp lại khoảng thêm 15 phút nữa nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ nướng lửa trên đó. Mình sẽ cho nước ướp thịt. Mình sẽ lấy những cái muỗng nước này đó các bạn. Mình sẽ đổ lên thịt nè. Đó, mình sẽ đổ lên thịt cho thịt nó không có bị khô. Nha các bạn, thịt nó sẽ chín rất là thơm ngon nữa nha các bạn. Đó. Rồi sau đó đó mình sẽ để lại cái lò oven đó các bạn, mình sẽ nướng thêm broil nó nha các bạn. Bây giờ mình sẽ để thịt gà bát lại trong cái lò oven đó. Mình sẽ nướng lửa cái broil đó các bạn. Mình sẽ nhấn. Mình sẽ nướng lửa broil. Canh lửa này cỡ chừng 10 phút. Rồi mình sẽ đợi, mình chở cái thịt gà. Rồi mình sẽ đổi mặt khác nha các bạn. Thịt gà
Sau khi nướng trong lò oven broil đó các bạn, sau khi 10 phút thì thịt gà bắt đầu nó chín. Thịt gà rất là đẹp, nó vàng hai bên rất là thơm nữa. Nhưng mà các bạn canh lửa không kỹ thì có thể cái da nó bị cháy đó. Thì cái phần da đó mình không ăn, mình bỏ ra. Nhưng mà thịt mình phải canh nha các bạn, chứ không là thịt nó sẽ bị cháy đó các bạn. Bây giờ đó các bạn, mình sẽ lọc thịt qua. Mình sẽ nướng cái phần bên mặt này trong cái broil đó các bạn. Mình sẽ nướng 10 phút nha các bạn. Thịt gà sau khi nướng 7 phút mình sẽ mở ra mình sẽ chắc nha các bạn. Ồ các bạn thấy không, thịt gà nó da nó phồng lên, nó vàng khe luôn. Rất là đẹp nha các bạn. Mình sẽ lấy ra mình sẽ chắc lại nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho dầu ăn vào chảo đó các bạn, cho một tí xíu dầu ăn thôi. Đây là dầu ăn mình đã cho vào chảo. Và mình cho một ít tỏi phi đó các bạn. Tới khi mà tỏi nó đổi qua màu vàng đó thì mình sẽ dùng hết cái nước sốt. Mình sẽ dùng hết cái nước sốt hồi nãy đó các bạn, mình sẽ cho vào đây. Sau đó thì mình sẽ chảo đều các bạn. Và cái sốt này đó các bạn mình sẽ ăn với cơm. Sau khi nước sốt đã xào xong ra các bạn, mình sẽ cho vào chén nè. Để chút nữa mình ăn với cơm nha các bạn. Thịt gà đã nướng chín xong rồi các bạn, mình sẽ cho ra dĩa ăn cơm với cơm trắng nha các bạn. Mình có cà chua, có dưa leo và cái sốt hồi nãy đó mình xào lại đó các bạn, cái gia vị ướp mình xào lại mình ăn chung với cơm hoặc là ăn với nước mắm cũng được nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay của mình chia sẻ món thịt đùi gà nướng. Nếu các bạn thích thì các bạn cứ nhấn like cho mình biết nha các bạn. Xin hẹn các bạn cái video lần tới nha. Các bạn nhìn thấy dĩa cơm với cái đùi gà này thật là hấp dẫn nha các bạn. Đây là recipe công thức để hướng dẫn và cách nướng thịt gà ngày hôm nay nha các bạn. Mình muốn các bạn đọc và chia sẻ và làm thử món ăn thịt gà nướng này cho gia đình. Xin cảm ơn các bạn.